Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với Tiến Tùng BTS. Chúng ta vừa nghe một tràng nhạc chuông khá là quen thuộc đúng không ạ? Vâng, đấy là nhạc chuông Nokia. Và hôm nay thì cũng rất là hay và tình cờ. Nói chung thì mình mượn được cái con xe của anh Nô Chi Chuông đang lái tại công ty Vinh Thành. Ok, mình đùa tí thôi. Thì hôm nay thì mình lại tái hiện lại cái bộ skin Vinh Thành này trong Mắt Pho. Và cái skin này hôm nay thì nó cũng sẽ có một điều đặc biệt, đó là nó được thay đổi một chút xíu. Nói chung là bên cửa cánh nha nha. Đó. Còn cái phần kính chỗ giường thì nó không fix được vì chỗ đó nó vẫn chưa có UV skin. Cho nên nó phần cửa cánh này có cái tem tải trọng thì giống như kiểu của Vinh Thành thôi. Đó. Skin này thì mình được tài trợ bởi em Gia Huy. Đấy. Hôm nay mình sẽ mượn cái con 00717 của anh Nô Chi Chuông. Đấy, anh Nô. Bạn của bác tài Tuấn Trúc Kinh á. Vô trong game Aerotrucks Motor 2 các bạn nhé. Đấy. Bên cạnh mình có một cô gái rất là xinh đẹp. Đấy. Biển số dễ sợ thật. 00717. Dễ sợ ghê. Rồi, ok. Thì hồi nãy là có một chàng điện thoại đấy là chủ hàng thúc giục anh em nhé, mình sẽ đi bốc công. Nói chung là trong game mà nó không có kéo công rỗng đi bốc hàng anh em, mà bắt buộc phải tới chỗ nhận hàng để bốc công lên, bốc công lên. Chứ nó không có công rỗng anh em nhé. Có nhưng mà phải mod vô, nhưng mà nó lại mất hay bởi vì công đấy không phải là công thực, công đấy không phải kiểu giống như kiểu công công ở Việt Nam đấy. Ok, bây giờ mình đang ra khỏi bãi nhá. Đây bãi bãi xe đây. Đó. Ok, mình sẽ quay đầu và lùi chuồng qua anh em nhé. Do trong đây nó đường nó chỗ này nó tương đối là hẹp. Xe cúp phụ thì gương hơi khó nhìn. Mình sẽ quay đầu luôn. Đằng nào thì mình cũng quay đầu luôn anh em. Thế đằng nào đi ra cũng phải quay đầu mà. Cho nên thôi thì mình quay đầu trước luôn anh em nhé. Đó. Nhân tiện chỉnh lại cái góc cam luôn. Con Mắt Pho này của nhà Vinh Thành đời 2015 anh em. Nhưng mà trong game Mắt Pho của mình là đời 2 là 9. Bởi vì chỉ có Mắt Pho đời 2 là 9 trong game thôi anh em nhé. Đấy, bản này bản cũ 1.3132 của ATS nó upload lên đây. Trước kia ATS2 cũng có. Cho nên là cái phần gương thì nó vẫn chưa được fix lại. Và thứ hai nữa là do là trong game này thì cái cản trước của con này nó bị lỗi ấy, cho nên là mình bỏ cái mạc chrome. Thứ hai nữa là cái rè bên hông, rè bánh xe á, nó cũng không có. Cho nên là cũng có một vài chi tiết hơi khác đầu thật một tí anh em nhé. Còn về nội thất thì mình chịu.
Bởi vì nội thất thì cũng có quay, nhưng mà thực ra nội thất con này cũng chịu thôi. Nói chung thì mô phỏng được phần nào đấy thôi anh em ơi. Hôm nay thì móc một cái mọc mới. Mọc này mọc ngoài đời thì nó là màu khác, còn trong game thì hôm nay mình móc mọc khác nhé. Móc mọc cảnh nhôm với lại cái rè là rè composite. Hôm nay chơi mọc mới. Mọc này thì thường thường là mọc cho chạy công lạnh đây. Mai bỏ cho chạy kéo hàng công nóng. Đó. Ra mình vô mình lùi chuồng vô anh em nhé. Thực ra thì dê lùi chuồng vô thì không ai cấm thò đầu ra anh em nhé. Cứ thò đầu ra mà dê mà nhìn nó dễ dàng hơn, dễ quan sát hơn. Thứ hai nữa ở ngoài đời thì nó không ai cấm, nhưng mà trong game thì phải thò đầu. Trong game không thò đầu ra nhìn gương khó lắm anh em, bởi vì cái kích cỡ màn hình nó bé. Thứ hai nữa là gương thì không phải là trong game thì không phải gương con nào cũng giống con nào đấy. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ màn hình, kích cỡ màn hình hơi, chúng ta nhìn ra gương thì cũng tùy vào từng trường hợp đấy, thì chúng ta ra được nhìn qua gương được. Thực ra thì ngoài đời thì vẫn ra được thôi, mình vẫn ra nhìn qua gương được mà, nhưng mà trong game bắt buộc phải thèo, đôi khi cũng có cái trường hợp bắt buộc phải thò đầu ra. Nhiều người nào bảo ừ mày trong chơi game mày ra mày thò đầu, trong chắc ngoài đời chắc mày không ra được bằng gương đâu nhỉ. Không, sai hoàn toàn, ra bình thường mà. Với hai nữa là công này thì đâu ai cấm các bạn không thò đầu ra đâu đấy. Ra công thì cũng chẳng ai nói tài được, mà không ai bảo là ừ tao cấm mày không được thò đầu ra nhìn thì ra, sai hoàn toàn anh em. Thò ra thì vẫn dễ quan sát hơn đấy. Có những tình huống bắt buộc phải thò đầu đó. Con này có free cam anh em nhé, nghĩa là cam trong cabin thì xoay được nhiều góc nhìn nhé. Hôm nay thì mình xoay một mình góc này thôi, có một số cảnh mình quay vòng tròn trong cabin đấy, nhưng mình cắt nó đi rồi cũng không cần thiết lắm, tối hóa video mà. Có bạn có cái tượng Phật màu sắc màu á hơi đẹp hình như đời thật ấy. Có các cái giải led ở chỗ đoàn Phật đấy nha. Đấy. Rồi mình đang bốc công vào buổi sáng sớm anh em nhé. Bốc từ lúc 3 giờ sáng đi tới đây bốc công để đi Lăng Cô Huế nhé. Bốc từ Đà Nẵng đi Lăng Cô á, hoặc là bốc từ Lăng Cô về Đà Nẵng cũng có. Rồi mình đã bốc xong cái một thùng công 40 feet lên. Bây giờ mình sẽ lên đường. Để em nếu thấy hay đừng quên giúp mình nhấn like, share và subscribe ủng hộ kênh nhé. Bởi vì thực ra thì hôm nay thì mượn đỡ chạy trong game rồi nha. Do là trong game thì số má nó khác ngoài đời anh em nhé. Số má thì số trong game chơi vô lăng cần số thì số nó là số điện tử, anh em toàn lên số bên điện tử, các cái lấy chuyển tầng chuyển số thì nó lại không phải thực sự là toàn bộ nó nằm trên cái cần số. Mà các thực ra thì các cái phiên bản vô lăng đời sau này của anh Mai Thành thì anh em muốn thiết kế các cái lấy chuyển tầng dạng đầu kéo trên cần số cũng có, hoặc là tay nắm số của mấy thằng đầu kéo cũng có, thường thường thì hình như là đầu đầu phao ấy, đầu cũng có nhé. Các cái lấy chuyển tầng như xe cũng có, ngoài đời cũng có nhé anh em nhé, chứ không phải không có. Nhưng đây phiên bản cái vô lăng mình sử dụng là phiên bản đời cũ rồi, mua cách đây phải, nếu mà nói về phiên bản này cách đây phải 4 năm rồi anh em. So với thời hiện tại bây giờ thì nó khác nhau hoàn toàn về thiết kế nhá. Cho nên cái lấy chuyển tầng của mình nó này nằm 22, nó nằm ở hai chỗ khác nhau, cho nên đôi khi lên số nó gọi là hơi bị gượng số, gọi là không 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 quen với cửa tầng, với cửa tầng anh em. Đôi khi điện tử, đôi khi mình vô rồi không biết là vô chưa đấy. Đôi khi giống như kiểu là mới nhận xe, như kiểu là chưa quen số anh em, chưa quen cái cửa số ấy. Đôi khi lên số nó hơi bị gượng gượng. Đoạn này hơi hẹp tí, cửa ra chỗ Hòa Khánh này hơi hẹp tí.
Đây Hòa Khánh Bắc hay hoặc là à, Hòa Khánh Bắc. Đây là một dãy các cái công ty anh em nhé. Trên cái đường mà chúng ta đi ra đường 1 từ 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 cái đường 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 dẫn từ Hòa Khánh, từ chỗ đường Ngô Sĩ Liên gì đó đi ra đường 1 đấy, thì đây là một dãy các khu công nghiệp, các cái nhà máy xí nghiệp anh em. Có nhiều khu còn bỏ hoang cỏ nữa cơ. Đây thì cũng có đây. Ôi, số ngọt ghê, máy ngọt ghê. Rồi anh em nếu thấy hay đừng quên giúp mình nhấn like, share và subscribe nhé. Do dạo này mình cũng trục trặc về cái điện thoại cho nên là bữa nay chắc sẽ quay lại ổn định nha anh em. Do là mình cứ quay trước bình luận sau ấy để cho nó tăng tính ổn định ấy. Nên là dạo trước thì cái điện thoại của mình nó hư nên là không bình luận được. Nay thì quay trở lại với công việc cũ đây. Rồi anh em nếu thấy hay đừng quên nhấn mình subscribe mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Giờ thì mình sẽ hành trình từ Đà Nẵng sang đi Huế, đi Lăng Cô Huế nhé. Có ghé vô quán cơm Lăng Cô để ăn sáng. Đấy, sáng giờ chưa ăn anh em, đi lúc 3 giờ sáng giờ chưa ăn. Đấy. Chờ tài ở bãi xe từ lúc đâu, từ phải tối hôm qua đến 3 giờ sáng, từ tối đến 3 giờ sáng mới gọi là được vô bốc hàng nha. Đấy, vô xếp tài để bốc hàng đấy. Giờ bắt đầu đi từ Đà Nẵng đi Lăng Cô Huế nhé. Đó thì đoạn này thì nhiều bạn đã quen rồi đúng không ạ, cho nên là phần còn lại chắc có lẽ thì mình quay một đoạn ngắn ngắn này thôi, cũng không có gì đặc biệt đâu. Chúng ta sẽ đi đi đường hầm nhé. Hiện tại thì ngoài đời thì đã khánh thành đường hầm số 2, hầm Đợi Vân, trong game hiện tại vẫn chưa có cho nên là chúng ta vẫn có thể đi tẹt ga trong cái đường hầm này luôn nhé. Đấy, không phải chịu phí đâu 245.000 hay bao nhiêu nhỉ đối với dòng container đấy. Cho nên là đi tẹt, nên là mình không phải đi đường đèo, chứ không là chủ mod đó, Phạm Thạch mà cập nhật phiên bản mà chạy đường hầm đường số 2 mà thu phí chắc mình sẽ đi đường đèo Vân đấy. Đấy. Nhưng mà trong đây chủ mod vẫn chưa cập nhật cho nên chúng ta cứ đi tẹt đi. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì trong đợt giao lưu với bác tài Tuấn Trúc Kinh thì bác khen trong lăng lăng cô ở trong game nó giàu thế. Đấy. Thôi thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cảnh đi Lăng Cô đấy, một số phân cảnh bên Lăng Cô đấy đẹp đúng không ạ, nhà cửa cao ráo thoáng mát đấy. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Nếu anh em thấy hay đừng quên giúp mình nhấn like, share, subscribe ủng hộ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.